Cựu Tổng thống Donald Trump mới đây tiết lộ nhiều thông tin xoay quanh vụ ám sát hụt tại cuộc meeting ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hồi tháng 7, trong đó có phản ứng của con trai Baron khi nghe tin và quá trình đến bệnh viện. Ông Trump kể, Baron khi ấy đang chơi tennis với các bạn, có người chạy tới thông báo bố của cậu bị bắn. Baron yêu bố rất nhiều, thằng bé chạy tới chỗ mẹ và nói, mẹ, mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay sau khi Trump chống đạn, đội mật vụ đã lao vào bảo vệ và ghi ông xuống đất để che chắn cựu tổng thống nhanh chóng đứng dậy và giơ nắm đấm lên trời liên tục lầm nhầm chiến đấu chiến đấu chiến đấu ứng viên đảng cộng hòa kể lại tôi thuyết phục mọi người rằng mình chỉ bị bắn vào tai khi tôi đứng dậy tôi nhận thấy xung quanh im phăng phắc mọi người lúc ấy không rõ tôi còn sống hay không tới khi tôi giơ nắm đấm đám đông mới nhận ra và hô vang nước mỹ nước mỹ đó là ngày điên rồ nhất thời khắc điên rồ nhất hôm mùng năm tháng 10, gần 3 tháng kể từ khi vụ ám sát hụt xảy ra cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay trở lại Butler và xuất hiện trước những người ủng hộ cùng tỷ phú công nghệ Elon Musk với thông điệp sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông Trump nói, đúng 12 tuần trước, ngay tại nơi này, một sát thủ máu lạnh đã có ý định khiến tôi phải im lặng mãi mãi. Phát biểu sau tầm kinh chắn đạn, ông Trump mô tả kẻ nổ súng là quái vật độc ác, nhưng mạnh mẽ tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ cuộc, khuất phục hay gục ngã. Lữ đoàn 47 của Ukraine vừa qua đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh xe tăng M1A1SA Abrams với lớp giáp phản ứng nổ còn tắc 1 bao phủ toàn bộ thân xe. Đây là nỗ lực mới nhất của Ukraine nhằm bảo vệ cho xe tăng của mình đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái, đạn và tên lửa chống tăng từ phía Nga. Mỹ đã cấp 31 chiếc M1A1SA Abrams cho Ukraine vào tháng 9 năm 2023 đánh dấu sự tăng cường đáng kể trong viện trợ quân sự từ Washington, tuy nhiên ít nhất đã có khoảng 7 chiếc bị hư hại trong chiến đấu. Cấu trúc bảo vệ của M1A1S Abrams sử dụng giáp composite Chobham được tăng cường bằng các lớp uranium nghèo nhằm tăng khả năng chống lại hỏa lực trực tiếp. Tuy nhiên, khi cấp cho Ukraina, chúng đã bị loại bỏ. Trong thực tế chiến đấu, mặc dù sở hữu khả năng bảo vệ mạnh mẽ, M1A1S Abrams của Ukraina đã chịu tổn thất đáng kể. Điều này buộc quân đội Ukraine phải tìm kiếm các biện pháp bảo vệ bổ sung, trong đó có việc trang bị giáp phản ứng nổ còn tắc 1. Còn tắc 1 là khối giáp phản ứng nổ RA do Liên Xô sản xuất từ cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ xe tăng, chống lại các tên lửa chống tăng tiên tiến của phương Tây và đạn vây xuyên giáp dưới cỡ APFSDS, đạn xuyên giáp hiệu ứng nổ lõm và ATGM. Tuy nhiên, con tắc 1 không có khả năng chống chịu đạn thanh xuyên động năng, buộc Liên Xô phát triển phiên bản con tắc 5 sau đó vài năm. Loại giáp phản ứng nổ này cũng không có tác dụng với đầu đạn hít, liều kép được trang bị trên nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại. Ngoài ra, các thiết bị như máy bay không người lái và đạn nổ có thể vượt qua lớp giáp con tắc 1 để tấn công trực tiếp từ trên cao. Do đó, việc triển khai M1A1SA Abrams trên chiến trường đòi hỏi các lực lượng Ukraine phải áp dụng các chiến lược linh hoạt và chính xác hơn để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, lợi ích từ việc tăng cường khả năng phòng thủ bằng giáp phản ứng nổ vẫn được coi là có lợi ích đáng kể, tăng khả năng tồn tại trên chiến trường. Ukraine đã rất nỗ lực trong việc tối ưu hóa sử dụng xe tăng M1A1SA Abrams. Dù con tắc 1 cung cấp thêm lớp bảo vệ đáng kể cho xe tăng M1A1SA Abrams, nhưng vẫn chỉ là giải pháp chưa vẹn toàn trước các mối đe dọa mà Ukraine đang phải đối mặt trên chiến trường. Vấn đề chip xử lý Mỹ cung cấp khả năng tấn công chính xác cho tên lửa Nga là điều khiến giới chức quân sự phương Tây đau đầu tìm cách ngăn chặn suốt thời gian qua, nhưng gần như chưa có gì được cải thiện. Theo đó, những gì được ghi nhận từ tiền tuyến cho thấy, sau khi bắn trúng mục tiêu, tên lửa Nga thường sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không để lại thành phần nào thuộc hệ thống điều khiển hoặc dẫn đường còn nguyên vẹn để truy xuất nguồn gốc. Mặc dù vậy, một vài trường hợp rất hiếm gặp đã được ghi nhận khi các chuyên gia quân sự Ukraine may mắn thu thập được một vài linh kiện tương đối nguyên vẹn tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Điển hình như trong một vụ tấn công gần đây, các bộ phận của quả tên lửa Nga được tìm thấy tại hiện trường đã cung cấp cho giới truyền thông một cái nhìn khá tổng quát về thành phần cấu tạo. Những gì còn sót lại của động cơ tên lửa cho thấy, thiết bị này xuất xưởng vào tháng 3 năm 2023, hơn một năm sau khi Mỹ và đồng minh áp đặt lệnh kiểm soát xuất khẩu và cấm cung cấp cho Nga những công nghệ hay thiết bị phục vụ chế tạo vũ khí. Đáng chú ý nhất là chip và bộ phận điều hướng được xác định là sản phẩm của Analog Device. Đây là công ty chuyên sản xuất vi mạch của Mỹ cùng với Infineon Technologies của Đức và Integrated Silicon Solution INC, một công ty Mỹ nhưng có vốn đầu tư của Trung Quốc. Analog Device cũng trở thành công ty có nhiều linh kiện nhất với tổng số 21% trong số hơn 3.800 linh kiện trong tên lửa của Nga. Ngoài ra, công ty Texas Instruments trở thành doanh nghiệp Mỹ thứ hai sở hữu 14% số linh kiện được phát hiện. Về cơ bản, có tới 86% chip xử lý nguồn gốc phương Tây được Nga nhập khẩu đến từ những doanh nghiệp có trụ sở chính tại Mỹ và châu Âu. Tính rộng ra, có tới 86% chip xử lý nguồn gốc phương Tây được Nga nhập khẩu đến từ những doanh nghiệp có trụ sở chính tại Mỹ và châu Âu. Cần nhấn mạnh, lệnh cấm vận mà Mỹ áp lên Nga khiến việc xuất khẩu vi xử lý hay chất bán dẫn có nguồn gốc phương Tây sang Nga bị xem như bất hợp pháp nếu những linh kiện này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, ngay cả khi được sản xuất tại Trung Quốc. Kể từ tháng 2 năm 2022, Mỹ và 37 quốc gia khác đã ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trên diện rộng đối với Nga. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng, việc thực thi những biện pháp này vẫn còn chậm chế. Nga đã sử dụng nhiều chiêu thức để lách lệnh trừng phạt, chẳng hạn như định tuyến lại các mặt hàng nhập khẩu quan trọng qua các nước thứ ba hoặc các điểm trung chuyển, thay đổi dữ liệu hải quan hoặc sử dụng các công ty dân sự để chuyển hướng những mặt hàng này đến các công ty quân sự. Do hoạt động sản xuất quân sự của Nga phụ thuộc nhiều vào linh kiện nước ngoài nên những công ty đăng ký kinh doanh ở các quốc gia không tham gia lệnh trừng phạt như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã trở thành đầu mối quan trọng để tái xuất khẩu công nghệ phương Tây. Trong những phát biểu vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã tiếp tục nhấn mạnh về việc nước này một mực phản đối việc để Ukraine trở thành thành viên khối NATO. Cụ thể, Bộ trưởng Peter Szijjarto khẳng định lập trường của Hungary rất rõ ràng. Từ cách thành viên NATO của Ukraina là không thể, nêu lý do ông Sergizato cho rằng việc chính quyền Kiev được chấp thuận tham gia sẽ mở đường cho thế chiến thứ ba. Bộ trưởng Sergizato nói thêm rằng, tôi nghĩ rằng bất kỳ ai có cách tiếp cận hợp lý với vấn đề này sẽ không muốn tạo ra mối nguy hiểm như vậy. Nhà ngoại giao Hungary cũng tiết lộ vấn đề Ukraina gia nhập NATO đều được các đối tác trong khối này chia sẻ quan điểm trong các cuộc trao đổi và tương tác kín. Tuy nhiên, ông Peter Sergizato cho biết Hungary công khai phản đối để Kiev trở thành thành viên, bất chấp điều này đi ngược lại với các quốc gia NATO khác. Hungary đã là quốc gia kiên quyết phản đối việc NATO mở đường cho Ukraine gia nhập tổ chức từ trước đến nay. Cho tới cuối năm ngoái, thêm một thành viên khác của khối là Slovakia cũng tuyên bố đồng quan điểm với Hungary sau khi ông Robert Fico trở thành tân thủ tướng. Ông Fico ở thời điểm nhậm chức cũng là người cực kỳ phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và đó cũng là điểm nhấn trong suốt chiến dịch tranh cử của ông này cho đến giữa tháng 7 năm nay. Theo đài RT đưa tin, thì Slovakia tiếp tục nhấn mạnh lập trường của mình khi phản đối Ukraine gia nhập NATO. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và công khai bày tỏ sự phản đối ý tưởng này. Cách đây ít lâu, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được trở thành thành viên của NATO trong buổi gặp tân Tổng thư ký khối này là ông Mark Rutter người đã có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev ở cương vị mới. Đáp lại ông Zelensky, ông Rutter khẳng định Ukraine đang gần với NATO hơn bao giờ hết. Ông nói, Ukraine sẽ tiếp tục con đường này cho đến khi trở thành thành viên của liên minh. Tôi rất mong chờ ngày đó. Tuy nhiên, do việc gia nhập của quốc gia mới phải được toàn bộ 32 thành viên NATO chấp thuận, nên ngay cả một quốc gia duy nhất cũng có khả năng ngăn một ứng viên gia nhập khối này vốn do Mỹ dẫn dắt. Trong khi đó, Nga, nước đang có cuộc xung đột trực tiếp với Ukraine thì cho rằng NATO sẽ không bao giờ muốn Kiev trở thành thành viên khối. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Ukraine là nguyên nhân dẫn tới phần lớn của khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Nếu các thành viên NATO lại sẵn sàng rơi vào cái bẫy tương tự và lịch sử không giúp họ rút kinh nghiệm, họ sẽ lại bị đánh và vết thương của họ sẽ còn tệ hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh vào ngày 8 tháng 10, ban hành các quy định mới của Hội đồng An ninh và Quốc phòng về áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân. Ông Zelensky nói, chúng tôi đang tiếp tục việc trừng phạt. Hôm nay, hai lệnh trừng phạt mới đã được đưa ra nhằm vào những người đã phản bội Ukraine và hoạt động sản xuất vũ khí tại Nga. Trong số các pháp nhân bị Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine trừng phạt, có các công ty của Nga và Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn nhà nước Rostec. Luật sư Ukraine Tetyana Montian bị coi là người phản bội, cũng nằm trong danh sách các cá nhân chịu lệnh trừng phạt của Kiev. Trước đó cuối tháng 9, theo Kiev Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký xác lệnh áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và hơn 40 thực thể từ Iran, Trung Quốc và Nga. Trung Quốc, mặc dù tuyên bố trung lập, vẫn là nhà cung cấp hàng đầu các mặt hàng lưỡng dụng cho Nga, trong khi Iran thường xuyên cung cấp cho Moscow máy bay không người lái loại Shahed và gần đây là tên lửa đạn đạo. Ukraine đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 6 người nước ngoài có liên quan đến việc cung cấp và mua máy bay không người lái cho Nga. Trong đó có giám đốc công ty Iran Pisgram Electronic Safed Company, PESC, ông Hamid Reza Janghobani, và đại diện chính thức của công ty Hong Kong Highmark Electron Model Limited, ông Yang Fan, người Trung Quốc. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm các công dân Nga, Alexander Fedoko, Igor Diogorov, Valentina Grigorieva, Lilia Alimova và các doanh nghiệp của họ tại Nga. Đầu tháng 5, báo El Mundo của Tây Ban Nha dẫn một nguồn tin trong ngành vũ khí Ukraine tiết lộ về một mạng lưới các nhà máy sản xuất vũ khí bí mật đã xuất hiện ở nước này ngay sau khi bùng nổ xung đột. Theo nguồn tin từ báo El Mundo, một số nhà máy này nằm dưới lòng đất, trong khi số khác nằm ẩn sau khung cảnh rộng lớn. Nguồn tin của El Mundo cũng lưu ý rằng phía Ukraine rất chú trọng vấn đề giữ bí mật vị trí của những nhà máy này xem đây là mối quan tâm đặc biệt vì họ đã phát hiện những kẻ phản bội nằm trong số nhân viên của các nhà máy. Edmundo cũng cho biết thêm rằng các nhà máy này hiện đang sản xuất đạn dược, tất cả các loại máy bay không người lái, xe chiến đấu bọc thép Kozak, tên lửa Neptune và tên lửa chống tăng Stukna. Trong khi gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này cần tích cực triển khai các mẫu tên lửa tiên tiến để đạt được kết quả nhanh hơn trên chiến trường. Trong bài phát biểu vào tối 8 tháng 10, Ông Zelensky cho biết đã tham dự một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao về việc phát triển nguồn cung vũ khí nội địa, bao gồm máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa. Ông Zelensky nói, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến chương trình tên lửa, cần có nhiều thành tích chiến đấu hơn nữa ở cả tiền tuyến Ukraine và trên lãnh thổ Nga, cần có kết quả nhanh hơn và tất cả các nhiệm vụ có liên quan hiện đang được thực hiện. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov cho biết trong tháng này ukraine sẽ công bố việc phát triển các tên lửa mới bao gồm cả tên lửa đạn đạo